Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các bạn thân mến, có thể nói đối với mỗi quốc gia, an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc luôn là hai trong số những vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước đó. Đối với Việt Nam mà nói, hai vấn đề này tuy hai nhưng lại rất có thể là một. Nói điều này là bởi phần lớn nguồn năng lượng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của chúng ta tới từ những mỏ dầu nằm trong vùng Biển Đông. Trong khi đây lại là một vùng biển mà chúng ta có rất nhiều tranh chấp, đặc biệt là với đất nước tỷ dân Trung Quốc. Người Trung Quốc chắc chắn biết rất rõ về tiềm năng, tài nguyên nói chung và dầu khí nói riêng tại khu vực này. Cho nên bên cạnh việc cố đấm ăn xôi chiếm đóng trái phép các bãi cạn vốn thuộc về Việt Nam, tại khu vực này, Trung Quốc còn nhiều lần không hề giấu giếm ý định thăm dò và khai thác tài nguyên tại đây. Tuy nhiên, tất cả đều phải chịu lại những phản ứng hết sức quyết liệt của Việt Nam. Mới đây, theo những thông tin rò rỉ từ phía Trung Quốc, Việt Nam dường như đã hạ đặt thành công tới tận 3 giàn khoan dầu trước sự bất lực tới từ phía Bắc Kinh. Vậy cụ thể Việt Nam đã đặt giàn khoan ở đâu, tiềm năng khai thác của chúng như thế nào và tại sao chúng ta lại có thể thực hiện hành động này bất chấp sự chống phá của Trung Quốc? Hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong video này nhé! Các bạn thân mến, theo những thông tin mới nhất, Việt Nam đã âm thầm đưa 3 giàn khoan dầu ra các lô 051A, 051B và DHN4X tới hạ đặt tại khu vực phía tây nam của bãi Tư Chính. Vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, Việt Nam đã bí mật hạ đặt giàn khoan PVD-6 tại mỏ DHN-4X tại khu vực phía tây nam bãi Tư Chính. Mỏ này chứa khoảng 5 tỷ tấn dầu và hàng trăm tỷ mét khối khí đốt. Tất nhiên, hành động này không thể thoát khỏi sự theo dõi tới từ Trung Quốc, cũng như họ đã quá hiểu Việt Nam, nên ngay lập tức Bắc Kinh đã điều 15 tàu tân binh và hàng chục tàu cá đang neo đậu tại Trường Sa vào quấy phá. Điều đáng nói ở đây là trước đó, vào ngày 13 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo lệnh cấm đánh bắt cá thường niên năm 2023 ở Biển Đông của chúng ta bao trùm vùng biển từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 8 năm nay. Do đó, theo lý thuyết, các tàu cá của nước này sẽ không lảng vảng xa đất liền tới. Vậy cho nên chúng ta có thể hiểu ngầm rằng tất cả những tàu trên đều nằm trong lực lượng dân quân biển của Bắc Kinh, vốn được thành lập nhằm thực hiện những hoạt động phi pháp một cách bí mật cũng như tạo thành lực lượng vây cánh, hỗ trợ cho các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của họ. Tuy nhiên, hiện tại là năm 2023 chứ không phải là năm 2014 và Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng không còn là một lực lượng nhỏ yếu như xưa. Có thể thấy, chỉ cần liên quan tới Trung Quốc thì lập tức các tàu chấp pháp của chúng ta sẵn sàng lao ra để truy cản. Tuy nhiên, Trung Quốc đã quyết định leo thang khi vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, Hải quân nước này đưa 10 tàu quân sự, một tàu ngư chính 5.000 tấn và 7 tàu cảnh sát biển cùng nhiều tàu dân binh để quấy rối nhằm bao vây, cản trở lực lượng chấp pháp Việt Nam bảo vệ an toàn cho giàn khoan tại lô DHN-4X. Ngay lập tức, Việt Nam cũng không ngần ngại tung ra nhiều tàu cá, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư để ngăn chặn. Tính tới hiện tại, lực lượng của Việt Nam có 3 tàu kiểm ngư, 4 tàu tên lửa tấn công nhanh, 1 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tên lửa. Có thể nói chưa bao giờ trong thời bình mà lực lượng hải quân của chúng ta được huy động nhiều tới vậy. Thậm chí có thời điểm phía Việt Nam không ngần ngại chĩa vòi rồng để rửa tàu cho đội bạn hoặc thực hiện vài hành động va quệt vô tình. Bên cạnh đó, các chiến sĩ hải quân của chúng ta cũng lợi dụng Philippines quấy rối, thả phao tín hiệu tại bãi Cỏ Mây khiến Trung Quốc phải phân tán lực lượng. Được biết, khu vực Biển Đông của chúng ta là một vùng biển khá chủ phú về tài nguyên. Trong đó, dầu khí tuy ít khi được nhắc tới nhưng lại có trữ lượng ước tính hết sức khổng lồ. Đến nay, Việt Nam xác định được 8 bể trầm tích đệ tam trong phạm vi thềm lục địa, gồm về sông Hồng, Hoàng Sa, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Tư Chính, Vũng Mây, Trường Sa và Mã Lai, Thổ Chu. Trong đó, bể Tư Chính, Vũng Mây được ước tính có khoảng 800 đến 900 triệu tấn quy dầu. Đây chính là khu vực hiện đang diễn ra nhiều hoạt động tranh chấp căng thẳng mà Tin Mới đã nêu. Nhắc tới bãi Tư Chính, chắc hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy khá quen thuộc khi nơi đây đã từng nổi sóng vào năm 2014. Khu vực này nằm ở phía nam của Biển Đông, hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý của Việt Nam, cách lục địa Trung Quốc khoảng 600 hải lý. Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982, Việt Nam thiết lập vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.
Vào giữa năm 2019, các tàu từ phương Bắc đã có dịp đối đầu với chúng ta. Việt Nam đã 3 lần đưa ra tuyên bố khẳng định chủ quyền tại khu vực Nam Biển Đông, trong đó có bãi Tư Chính và nhà giàn DK1. Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc rút tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn ngoan cố và tiếp tục hoạt động phi pháp. Có thể thấy, Trung Quốc đặt ra một dã tâm nút chọn bãi Tư Chính của Việt Nam. Các tàu của đất nước tỷ dân thường xuyên quấy phá các hoạt động hợp pháp của Việt Nam trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam tiến hành khai thác ở đây. Từ lâu, Việt Nam cũng đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi Tư Chính. Ngay từ năm 1971, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cho tiến hành phân lô đấu thầu, thăm dò khai thác. Năm 1988, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã phân lô và mời các nhà thầu nước ngoài đến thăm dò, khai thác dầu khí tại đây. Đến năm 1994, Việt Nam cũng đã ký hợp đồng với một công ty năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil để khai thác lô dầu khí ở bãi Thanh Long, cũng nằm trong phạm vi bãi Tư Chính. Từ năm 1989 cho đến nay, Chính phủ Việt Nam đã thiết lập cụm kinh tế, khoa học và dịch vụ, có các trạm nhà tròi, giàn khoan và đèn biển để tạo thuận tiện và hỗ trợ cho giao thông hàng hải, đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi Tư Chính, hoàn toàn phù hợp với luật pháp cũng như theo đúng UNCLOS. Sau đó, vào năm 2019, chân đế giàn khoan khai thác sao vàng Đại Nguyệt nặng 14.000 tấn, lớn nhất từ trước đến nay, vừa hoàn tất quá trình lắp đặt tại thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Mỏ sao vàng Đại Nguyệt thuộc lô 051B và 051C. Mỏ này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trữ lượng từ ngày 4 tháng 8 năm 2016 để làm cơ sở cho việc triển khai phát triển. Tiếp đó, vào ngày 7 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển đại cương. Dự án sao vàng Đại Nguyệt do công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản là đại diện chủ đầu tư và PTSC là tổng thầu EPCIC, gồm hai mỏ sao vàng và Đại Nguyệt lần lượt nằm ở các lô 051B và 051C ở bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350 km về phía đông nam, ở mực nước sâu khoảng 120 m. Dòng khí sao vàng Đại Nguyệt đầu tiên dự kiến về bờ vào cuối năm 2020 với tổng trữ lượng khí khai thác dự kiến là 16 tỷ mét khối khí, sẽ góp phần tăng sản lượng khí lên khoảng gần 5 triệu mét khối khí một ngày, bổ sung cho các nguồn khí hiện hữu đang suy giảm để cung cấp và đáp ứng nhu cầu của các hộ tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó, nguồn cung khí cho sản xuất điện từ khu vực Đông Nam Bộ chiếm khoảng 22% sản lượng điện cả nước. Hiện nay, phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào, một phần vì hiện tại chúng ta đang ở kèo trên, không còn cần quá nhiều tới sự hỗ trợ của truyền thông như cách đây 9 năm, khi Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam định hạ đặt. Hiện tại, Hải quân Việt Nam bên cạnh việc hiện đại hóa cực kỳ nhiều với đủ các loại tàu, từ tàu ngầm, tàu phóng tên lửa cho tới tàu khu trục, mà còn có số lượng cực kỳ đông đảo. Bên cạnh đó, chắc hẳn các bạn cũng hiểu được về độ máu chiến của dân Việt mỗi khi có sự kiện xâm phạm lãnh thổ đất nước. Mà sự máu chiến này nếu không được kiểm soát khéo léo thì dễ bị các thế lực xấu từ bên ngoài lợi dụng làm điều sang bậy. Điển hình nhất chính là vụ biểu tình phản đối luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng tại Bình Thuận vào năm 2018. Tuy nhiên, không thông báo không có nghĩa là chúng ta lờ đi. Bên cạnh sự kiện kiên quyết của các chiến sĩ hải quân mặt biển, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong ít ngày qua đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để gửi công hàm yêu cầu các tàu Trung Quốc rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Việt Nam đã đưa ra các biện pháp ngoại giao cứng rắn không dưới 10 lần, nhưng phía Trung Quốc vẫn lờ đi. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam còn chỉ đích danh Trung Quốc là kẻ gây bất ổn, quấy rối tại Biển Đông. Do đó, có thể thấy thế và lực của Việt Nam gần đây đã khác khi chúng ta không còn quan ngại suông hay chỉ phản đối bằng công hàm. Vậy điều gì đã khiến cho Việt Nam đưa ra những hành động quyết liệt khác hẳn với cách ứng xử nhu mì vốn thường thấy trước đây? Đầu tiên có thể nói luôn rằng thế và lực của Việt Nam hiện nay đã khác xưa rất nhiều, ít nhất là so với năm 2014. Về lực lượng, Hải quân Việt Nam đã bước đầu xây dựng thành công 5 thành phần lực lượng chiến đấu gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân, hải quân, pháo binh, tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân. Theo dữ liệu của Global Firepower, Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 65 tàu chiến các loại, trong số đó có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ sân ngầm, phần lớn đã được thay tính năng, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh,
8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến khác. Có thể thấy lực lượng nòng cốt của hạm đội từ mặt nước của Việt Nam hiện tại chính là các tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh, dẫn đầu là 4 tàu hộ vệ Chubut 309, kế đến là 8 tàu tên lửa Moniya, 4 tàu Tarantul và PPS 500. Đặc biệt, hiện tại Hải quân Việt Nam có trong biên chế 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Kilo hiện đại do Nga chế tạo. Chiếc đầu tiên được đưa vào trang bị từ năm 2014, biến nước ta hiện là quốc gia duy nhất sở hữu các tàu ngầm có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu trên đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Kalib. Mặc dù tất cả vẫn còn nhỏ so với Trung Quốc, nhưng trong phạm vi Biển Đông cũng đủ khiến đất nước tỷ dân phải e dè khi phải đối đầu với những cuộc chiến quy mô vừa trở xuống. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay đã không hề đơn độc khi đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là trong tình hình thế giới đang có những xung đột phức tạp, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Như các bạn cũng đã biết, Việt Nam hiện tại là quốc gia được săn đón hàng đầu trên thế giới. Lịch trình của các lãnh đạo nước ta từ nay tới cuối năm dự kiến đã kín lịch với các quốc gia lớn sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón Chủ tịch nước Đảng Nga Thống nhất Medvedev. Tiếp theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có lần thứ hai trong lịch sử trở thành người đứng đầu một đảng Cộng sản tới thăm chính thức nước Mỹ. Còn theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Mỹ đã xác nhận sẽ tổ chức họp hội nghị thượng đỉnh 4 bên cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Nga trong tháng 7 này. Mặc dù còn ít thông tin, nhưng truyền thông thế giới đang chạy đua để đưa tin về sự kiện lịch sử này. Trong khi Thủ tướng Việt Nam đã ẩn ý rằng chuyến thăm của Medvedev là để mở đường chuẩn bị cho Tổng thống Putin thăm chính thức Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam hiện nay đã trở thành một cứ điểm sản xuất mới của Mỹ, đặc biệt là các tập đoàn về dầu khí. Công ty Millennium Việt Nam, thành viên của tập đoàn dầu khí Millennium cho biết, tập đoàn mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư nhà máy điện và kho cảng chứa khí hóa tại khu vực Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa với tổng vốn đầu tư 15 tỷ đô la. Theo đó, công suất thiết kế của nhà máy điện là 9.600 MW, cùng với đó là hệ thống kho cảng cấp khí cho nhà máy điện và tổng đại lý phân phối LNG cho cả khu vực Đông Nam Á. Giai đoạn 1, dự án sẽ có số vốn đầu tư ban đầu là 8 tỷ đô la với một nhà máy điện có công suất 4.800 MW và một kho khí hóa lỏng LNG có sức chứa ban đầu trên 10 triệu mét khối. Giai đoạn 2, dự án sẽ được đầu tư thêm 7 tỷ đô la để nâng công suất nhà máy điện lên gấp đôi là 9.600 MW và hệ thống kho cả có sức chứa lên đến 15 triệu mét khối, cấp khí cho nhà máy điện và trở thành tổng đại lý phân phối LNG cho cả khu vực Đông Nam Á. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.